Xã Đại Điền, huyện Thành Phú là một trong những địa phương có mô hình trồng kiển lá khá hiệu quả. Những năm gần đây, nông dân trồng loại kiển này ở địa phương còn áp dụng kỹ thuật mới mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy hiện đang trong mùa hạn mặn, nguồn nước tưới hạn chế nhưng xã đã có các biện pháp chủ động ứng phó giúp cho bà con nông dân yên tâm sản xuất, thu được lợi nhuận cao. Kiển lá bao gồm nhiều loại như trúc đớm, cao vàng, đinh lăng, nguyệt quế thái, trầu bà, tùng hoàng kim, u lá xoắn. Mỗi loại đều có cách trồng và đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khác nhau. Nhờ hình dáng độc lạ nên kiển lá được dùng phổ biến với mục đích trang trí nội thất, làm đẹp không gian nhà ở, khu dịch vụ công sở. Ngoài ra kiển lá còn là một trong những loài cây có khả năng lọc khí độc trong môi trường, một số loại tạo cảm giác dễ chịu nhờ hương thơm đặc trưng. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, diện tích đất trồng kiện lá của xã Đại Điền vẫn duy trì khoảng 2 hecta. Sản phẩm được các tiệm thương và các tiệm hoa tươi tại địa phương và thành phố Hồ Chí Minh thu mua với giá ổn định. Ước tính với diện tích chuyên canh 2 hecta, doanh thu có thể đạt đến 2 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn lại gần 1 tỷ đồng. Hiện nay đã có khoảng 20 hộ dân ở xã phát triển mô hình kiện lá tại nhà. Sự nhân rộng của mô hình này đã giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên, với thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Bà con nông dân sau nhiều năm trồng kiển lá, sáng tạo ra mô hình kiển lá kết hợp với trồng mái vàng để tăng thu nhập và tiết kiệm nước tưới. Theo đó, người trồng tận dụng phần mô đất xung quanh của cây mái vàng để trồng các loại kiển lá. Khi các loại kiển lá lớn thì sẽ thu hoạch kiển lá và lấy phần kinh phí đó chăm sóc cho mai vàng cho đến khi cây mai đủ tuổi để bán. Cách làm lấy ngắn nuôi dài này mục đích chính là tận dụng tối đa diện tích đất trồng, tăng thêm thu nhập cũng như tiết kiệm nguồn nước tưới khi hàng mặn kéo dài. Tình hình mùa khô năm nay thì nó diễn biến nó tương đối thì nó cũng có, nhưng mà cái tình hình xâm mập mặn của địa phương thì hầu hết địa phương có cái hệ thống đê bao nó cũng phủ hết cho nên cái xâm nhập mặn thì nó ảnh hưởng thì cũng tương đối cũng ít so với các năm trước thì hiện tại thì họ sử dụng cái thứ nhất là cái nguồn nước chứa từ cái hồ nước để sử dụng nước mưa để tưới thứ hai là cái nguồn nước mạch cái giếng này cũng phục vụ tốt cho cái việc này sản xuất trong bà con trong mùa khô này chú thấy cái hiệu quả kinh tế nó thấy nó cũng khá rồi cũng chú làm rồi, rồi sẵn đó rồi cũng có vận động chút đỉnh anh em trong tròm xóm vậy đó rồi phụ giúp làm cho công an chuyện làm cho người ta vậy đó cũng có được cũng ổn thấy cũng được ít nhiều gì nó cũng mặn nó mới ảnh hưởng nhưng mà điều nó nghe nó cũng chú cũng có để dự trữ số nước á nhưng mình nói chung thì nó cũng không được trăm trăm nhưng mà nó cũng bảy tám chục trăm cũng được cũng ổn cái cây này đúng ra thì nó chịu cái nước lạc hơn còn mình ở đây bị cái hệ độ mặn nó hơi cao đó, thì cao điểm của hổm nó lên tới ba độ mấy rồi nó chảy kinh rồi nè rồi nước phun tên mình lấy thì độ mặn nó cũng vậy luôn cho nên khi mà đó rồi thời gian tôi bắt cũng hết cả tháng mấy à, là mình phải xe nước giếng với cái điều kiện là bảy à, 000 ngàn một khối thì mình cũng tưới rải rải qua thành ra nó vấn đề nước mặn thì nó dậy. rồi bây giờ cái số điều kiện mà mình thu nhập uh, của, của kinh tế đó thì uh, thì nó khá trên 10 lần của một, một công đất vừa. Hiện nay, dù Bến Tre chưa qua hết mùa hạn mặn, nhưng với sự chuẩn bị từ trước, chủ động ứng phó của hội nông dân xã, cũng như là bà con nông dân xã Đại Điền, mà mô hình kiển lá dẫn phát triển tốt, thu được lợi nhuận cao. Thời gian tới thì để phát triển cái mô hình, cũng như răng rộng cái mô hình này ra trên địa bàn toàn xã, thì ở với vai trò là hội nông dân xã sẽ tập trung một số cái nhiệm vụ. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con về cái hiệu quả cái mô hình này. À, trên địa bàn toàn xã à, tham mưu với đảng ủy, ủy ban các ngành có liên quan à, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật à, hỗ trợ vốn à, rồi định hướng cái à, sản phẩm đầu vào đầu ra cho cái mô hình hoa kiển này à, hội sẽ tập trung xây dựng cái tổ hợp tác về hoa kiển trên địa bàn xã à, từ đó hỗ trợ định hướng từng bước xây dựng cái chuỗi giá trị về hoa kiển trên địa bàn xã thời gian tới cũng sẽ tiếp tục định hướng cho bà con phát triển cái mô hình này theo cái hướng mô hình kinh tế tích hợp đa giá trị để vừa sản xuất qua kiển vừa kết hợp du lịch sinh thái địa phương để tạo cái tính bền vững cho mô hình cũng như là tăng cái thu nhập cao cho hộ nông dân trên địa bàn xã sự giao cuộc và hỗ trợ kịp thời từ phía các cấp hội cùng chính quyền địa phương đã và đang giúp cho mô hình trồng kiển lá ở xã Đại Điền tiếp tục phát triển mạnh trong mùa hạn mặn. Nước ngọt cho tưới tiêu là một vấn đề sống còn đối với kiển lá. Giải quyết tốt vấn đề này giúp giảm thiểu nỗi lo cho người dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.